Hello, Hải Yến xin kính chào quý bà con, cô bác, anh chị và quý nhà đầu tư đã tham khảo tới kênh Nhà Đất Đắc Song của Hải Yến nhé. Hôm nay thì Hải Yến sẽ đi quay và để giới thiệu đến cho quý bà con, cô bác, anh chị mình cùng tham khảo một cái mảnh đất nền. Mảnh đất nền này thì bám theo một cái con đường tỉnh lộ 686 và cái mảnh đất của mình là đất view hồ nha các bác. Mảnh đất của mình thì tọa lạc tại xã Đắc Rung, huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông nha các bác. Từ cái mảnh đất của mình á, mà từ con đường tỉnh lộ này mà ra tới quốc lộ 14A thì nó rơi vào tầm 6 cây số nha các bác. 6 cây số là ra tới quốc lộ 14A. Và con đường đây là con đường tỉnh lộ 686 của mình. Và mảnh đất của bác chủ nhà mà em muốn giới thiệu cho các bác là sau lưng em đây nha các bác. Thì các bác cùng theo chân Hải Yến để cùng xem cái mảnh đất của mình nó như thế nào nhé. Dạ, hướng theo cái màn hình điện thoại của Hải Yến đây thì từ cái con đường này mà chạy ra trung tâm chợ và ủy ban xã và trường cấp 2 thì nó rơi vào tầm một cây số nha bác, một cây số. Còn cái trường học mầm non của mình á là cách đây 200m ở ngay chỗ cái lùm cây sao kia nha các bác, đó, ngay chỗ cây sao đó là cái trường học mầm non của mình rồi. Và cái con đường của mình là con đường tỉnh lộ khá là rộng nha các bác. Con đường này là mở thông về huyện Tuy Đức và đi thành phố Hồ Chí Minh luôn nha các bác. Và đây là cái hướng ngược lại của mình á, thì ra quốc lộ 14A thì nó rơi vào tầm 6 cây số các bác ạ. Đó là theo cái con đường này. Và tới ngay chỗ kia có một cái ngã ba và rẽ vào là trường học cấp 1 nha các bác. Trường học cấp 1 ở trong đó thì từ đường lớn của mình đi vào đó thì tầm 200m là tới trường học cấp 1 rồi. Còn cái mảnh đất mà em muốn giới thiệu đến cho các bác á, nhà tô màu xanh đây nha các bác, giáp bên đó, đó giáp bên đó của mình là một căn nhà cấp 4. Và bên này là một căn nhà gỗ xây bao. Thì trên đất của mình là tổng cái diện tích của mình đây là qua tới bên kia là 22m, dài 22m nha các bác, sâu vào là 65m. Ở trên đất thì của bác chủ thì mới làm được có 90m đất thổ cư thôi nha các bác, 90m đất thổ cư. Thì bác chủ nhà cũng đang rao bán cái mảnh đất này với cái giá là 95 triệu một mét nha các bác. Đó. Thì cái mảnh đất này á, là của hai chị em. Thế bên này là của 8 mét này, rời này. Và bên này là hơn 10 mét này, 14 mét này. Thì nếu mà bác nào mà mua chung á, thì mình sang bìa một lúc luôn thì nó sẽ tiện hơn nhé. Còn nếu mà bác nào mà muốn mua lẻ á, thì mình phải tách bìa nha các bác. Nếu mà mình muốn mua lẻ thì mình phải tách bìa ra, bởi vì bìa thì là đang bìa chung cả. Chị, dạ. Em mua đất hả? Dạ vâng. Dạ, hai cái căn nhà của mình đây á là quay hướng đông bắc nha các bác. Đấy, mình quay hướng lên trên này là hướng đông bắc này các bác này. Ở đây thì dân cư ở thì khá chỉ là đông đúc, cũng đang là buôn bán. Nếu bác nào mà xem video thì nhớ nhấn chuông để mình đăng ký để mình nhận được những cái thông báo mới nhất của Hải Yến lên nhé. Để các bác cùng có thể tham khảo được những cái mảnh đất phù hợp. Như hôm nay mà Hải Yến mà quay lên một cái mảnh đất mà các bác chưa ưng ý lắm thì các bác có thể là xem những cái video tiếp theo để các bác có thể tìm hiểu và tìm cho mình được cái mảnh đất để mình phù hợp và ưng ý hơn nhé. Đây là cái hồ của mình nha các bác. Cái mảnh đất của mình là ra tới cái hồ đó. Cái hồ này là hồ Trái Tim nha các bác. Nay em không có cầm cam đi cho nên là không có bay cam được. Đó, cho nên không có bay cam được cho nên là nhìn nó không có được đẹp cho lắm. Chứ cái hồ này là hồ của hồ Đắc Rung, hồ Trái Tim. Chỉ có một hồ này là hồ đẹp nhất nha các bác. Người ta đang làm đường ở bên kia, đường đập ở bên kia để làm đường viền hồ dưới này. Ở dưới này thì đất thì bác chủ nhà cũng đang để trống. Đó, bác nào mà có nhu cầu để mua về thì mình có thể cải tạo làm cái vườn cây ăn trái đằng sau này thì khá là đẹp nha các bác.
đất ở mặt bên này thì bám theo hồ thì nó âm hơn một chút xíu nhé các bác, âm hơn đường một chút xíu. Chạy đâu? Cho em quay nhờ xíu nhé chị. Dạ. Chị ở đây lâu chưa? Ở được 3 tháng. À. Đây là căn nhà xây bao của mình. Nhà toàn quần áo. Thì mình ở thì mình phải có quần áo chứ. Đúng rồi. Đồ đạc mà tránh làm sao được chị? Thì nó không có tủ nó còn. À, dạ. Vậy con, hai con sinh đôi chứ. Vậy hả? Đã nhỉ. Chị ba anh hả? Là hai là sinh đôi với đây một anh. Ôi, vậy là được ba anh luôn. Với lại hai chị đi làm rồi. À, vậy là nhà năm luôn hả? Đã thế. Đây, bên này là căn nhà xây bao cấp 4 của mình nha các bác. Đây, Hải Yến sẽ di chuyển vào trong để quay cho bác. Ăn trưa hả con? Căn nhà này của mình thì có 2 phòng. Còn đây là không gian bếp của mình. Còn nhà vệ tắm, nhà vệ sinh sau này. Và cái view của mình là nhìn ra hồ như này nha các bác. Đó, bên nhìn ra hồ, đây là đường tỉnh lộ. Thế thì bác nào mà quan tâm thì cứ alo trực tiếp cho Hải Yến theo số điện thoại Hải Yến để ở góc màn hình nhé. Và kết bạn Zalo với em để có thể những cái thắc mắc để tư vấn dễ hơn nhé. Thế Hải Yến xin tạm dừng cái video ở đây. Và hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo nhé.